Ôi, nguyên pho tượng con khỉ luôn bạn. Mới vô tạo nhân vật nó cho mình spawn ngay chân đây nè. Kiểu giống như là cái con khỉ đá này sinh ra mình đấy bạn. Phải chưởng thật sự chưa. Theo cái đây rồi, hello tất cả bạn nha. Video này chúng ta là chiến tiếp tục với game ARK của mình nhé bạn. Trong lúc chờ đợi cái server ARK online á, mình đang cài đặt á, mình vô làm luôn thêm một cái series ARK offline các bạn, thêm một cái series mới cho bạn xem á, cho bạn xem ARK đã luôn. Những bạn nào mà khoái ARK đúng không? Mình vừa làm series ARK online á, với lại vừa làm offline luôn cho bạn xem á. Hiện tại bây giờ thì mình đang setup một cái server các bạn, ARK online, kiểu mà chơi chơi hạt á, cái mod Primal á, rủ 500 anh em vào chiến, rồi kiểu mà cuối tuần á, rồi chúng ta tổ chức PVP các bạn. Solo thú các kiểu đồ. Thì nhiều bạn kiểu mà đề xuất mình làm cái nội dung vậy á, mình thấy cũng được các bạn. Cái phần server online thì mình đang setup á. Còn hiện tại giờ là ở trong này là cái bản game offline các bạn. Mình đang vào chơi rồi. Mình tải cái map mới vào để trải nghiệm thử á. Đây, đây là một cái map mới các bạn. Cái map này thì lúc mà mới add vào các bạn, mình cảm giác nó khá là lắc á, không biết thú nó có spawn không. Thì mới tạo nhân vật vô spawn lúc đầu các bạn là nó cho mình ngay chân đây nè. Đây, mình được sinh ra từ cái con khỉ đá này các bạn. Tài thiên đã thánh tôn cũng không đây. Với lại cho các bạn xem này. Ở đây á, thì mình add vô một số mấy cái bản mod mới các bạn. Đặc biệt là những cái bản mod này là do người Việt của mình làm các bạn. Mình thấy rất là hay luôn. Đây các bạn xem này. Kiểu mà mấy bản mod là tiếng Việt không luôn á. Đây, cho các bạn xem. Ở đây là có cái bột ngọt Ajinomoto nữa các bạn. Rồi có kiểu mà mấy cái thức uống á, Pepsi, Fanta, các kiểu đồ. Thấy cũng hay hay á. Rồi ở đây mình thấy có cái đầu chó đen nha nữa nè. Không, mình thấy mấy cái ông này làm mod khá là hay các bạn. Mình thấy là mình muốn cài vô á, trải nghiệm thử cho các bạn xem á. Hy vọng là các bạn thích. Thì yêu thích thì nhớ cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh các bạn, để mình có nhiều động lực làm tiếp nhiều clip cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tự sát. Đi qua chỗ spawn khác các bạn. Cái chỗ spawn này là spawn đầu tiên á. Nè, là chỗ này nè. Ủa? Ủa cái chỗ đầu tiên là ở đây nhưng mà sao mình chết nó lại là ở đây ta. Để mình spawn lại thử á. Đấy, rõ ràng là mình được sinh ra từ khỉ đá các bạn. Nè, chỗ đầu tiên nè. Ui, ở đây có mấy con dodo á. Rồi con này là Frost các bạn. Frost dodo 520 luôn. Rồi hệ alpha nè, cấp độ 200. Rồi, ở đây có một con đô đô vàng luôn nha bạn. Phai đô đô. Xịn đó. Để coi coi mình có thể là sống ở đây cũng được các bạn. Nhưng mà cái khu này cảm giác là không có nguồn nước nè. Để mình đấm vô mấy con đô đô này thử nó tấn công mình đúng không? Rồi, tưởng đâu nó quánh không được, ai giờ đâu nó quất được luôn các bạn. K8 máu. Phải trượt. Đây, qua bên mấy cái khu khác thử á. Ôi, lại là con khỉ đá đây nữa các bạn. Rồi, mình thấy khu này có bộ đẹp rồi. Ôi, bầu trời thì đen thùi lùi luôn nha các bạn. Giờ này 10 giờ sáng nhưng mà các bạn xem bầu trời là đen kiểu mà tối đen luôn á. Kiểu giống như ban đêm á, không thấy ánh mặt trời luôn. Rồi, khu này mình thấy ở được này, khu này kiểu mà có nước rồi có chi ke nữa bạn. Ôi, nhưng mà ở đây có mấy con chuồn chuồn á. Mấy con chuồn chuồn này là dạng nó có thể tấn công mình nữa bạn. Chuồn chuồn sấm sét nè. Để lại gần thử. Để mình lại gần thử bạn. Wow. Electric đó. Mấy con chuồn chuồn này là hơi điện. Không sao. Wow. Con Terry nhìn cũng đẹp các bạn ha. Rồi, chỗ này có nước nôi này, có thể farm gỗ các kiểu rồi được. Mình nghĩ là sống ở chỗ này được. Mà để mình kiểm tra thử mấy con thú nhỏ nhỏ. Rồi, ở đây có stereo. Cũng được nha bạn, nói chung là chỗ này cũng được. Đây, cho các bạn xem này. Trời ơi, có rượu chi phát nữa nè các bạn. Có phở bò Hà Nội nữa nè. Hamburger, mì tôm Omachi. Thấy hay á. Kiểu mà ông nào mà làm ra cái mod này, kiểu mà mình thấy hay vãi chưởng luôn. Xịn đó. Kiểu mà người nào mà làm ra mod này là kiểu mà người ta đam mê dữ lắm các bạn. Chơi ARK kiểu mà chơi rất là nhiều á mới có thể là viết mod được. Đây, để mình tự sát thử không. Ồ, hãy Abed nha bạn. Abed này là nó khác với lại cái mod Rainbow nha. Ở trong này mình không có mod Rainbow. Cái này là spawn ở trong rừng này. Wow, ở trong rừng thì mình thấy ở đây có con sứa nữa các bạn. Cứ từ từ hãy sinh tồn các bạn. Tại mới vô mình cũng chưa có chơi được gì nhiều á. À, hệ rim. Dựng phát chết luôn nha. Còn chỗ này là khu rừng đỏ. Cứ từ từ mình kiếm cái chỗ nào kiểu mà thiên thời địa lợi á. Rồi xong rồi chúng ta hãy xây dựng nhà cửa các kiểu rồi. Wow, mới vô khu rừng đỏ này mà mình thấy cảm giác ở không ổn các bạn. Nhưng mà được có cái là ở bên sông rồi có mấy thú nhỏ nhỏ rồi. Đúng không? Nó sởi cận cận bên kia là được á. Wow, dưới nước nhìn hệ sinh thái kinh dị vậy. Trời ơi, các bạn xem kìa, bạch tuộc ở dưới kìa, lương điện kìa. Tới công chuyện. Rồi ôi, mấy hụt dữ má ơi luôn. Cởi bờ luôn mấy ông ơi. Này xuống dưới này uống nước không khéo cũng vỡ mồm á. Ôi ôi. Trời ơi, mô sa gì dưới này nè. Đủ thứ hết luôn ha. Trời ơi. Hàng dữ các bạn ơi. Wow, có cần phải đông như vậy không? Wow, bên ở đó cũng có con cá mập gì cũng xịn quá các bạn. Ở đây là khu tiết đúng không? Desert là sa mạc mới vô thì chắc sống không nổi đâu. Nhưng mà cứ spawn thử á. Wow, ở sa mạc thì có nguyên một cái lâu đài gì luôn đấy bạn. Gì vậy? Ôi, ở chỗ sa mạc này là có nguyên một cái lâu đài gì nhìn khá là xịn đó bạn. Mà chưa gì chơi mình bị cái con sói nó dứt luôn rồi. Wow, một con ba chi thôi mà nó làm luôn cái con raptor các bạn. Phải cà trưởng á. Wow, mình đấm tay không không cũng được khá là nhiều đồ á. Rồi cái bed là lên tới level 7 các bạn. Rồi, ở trong cái mod Q+ này là mod do người Việt làm các bạn. Cái mod Q+ nè, là có cái cây chọt xỉu nữa bạn. Nghĩa là cái cây này chọt là có khả năng lên turbo á. Rồi, ở trong cái mod này là chế tạo này là giống như là một cái liều chạy các bạn. Cái ao cao ra là kiểu mà mấy cái thuốc á, thuốc tăng sức mạnh này, rồi thuốc tăng máu nè, rồi thuốc tăng bảo vệ nè. Hay, mình cảm giác là cái mod này khá hay luôn các bạn. Trời ơi, có Superman nữa nè các bạn, có cỏ Mỹ nữa nè phải không? Phải trưởng chưa? Rồi, có nước nước ép trái cây rồi, nước cam dắt các kiểu rồi. Thôi, có xà bông lai bôi luôn nha các bạn. ảo ma thật sự. Trà sữa đó nè. À, ở đây mình thấy có một cái quy cộng factory rồi các bạn. Cái này giờ chắc giờ dùng để xây nhà quá. Với lại cái farm gì nữa nè. Đây, mình thấy cái này là sử dụng fiber, đá, thát với gỗ á. Chúng ta sẽ xây dựng thử. Ôi, nhưng mà ở đây không có mấy cái viên đá nhỏ nhỏ ta, cũng căng nhờ. Ôi trời, ở đây mà không nhặt được mấy viên đá nhỏ nhỏ là cô bò hơi bị căng các bạn. Cái map này là mình thấy phẳng lì luôn á, chả có thấy một cục đá nhỏ nhỏ luôn. À đây, ở đây có một viên nữa bạn. Bây giờ má người đá. Má có cần phải khó gì không? Trời ơi, mình thấy cái cục đá có kìa. Ở chỗ này thì nó lại không có đá nhỏ các bạn. Khó chịu đó nhờ. Đâu chả lại nhặt cục đá cái chăn luôn vậy. Rồi, bên kia có cây cầu gì. Thôi, chỗ này mà gặp mấy con Terry này thì thôi toan luôn. Đẹp á, thấy mấy con Terry màu kiểu đó nhìn đẹp quá. Trời ơi, nhìn khủng long nó nhiều. Là ở cái khu vực này chả có mấy cái viên đá nhỏ nhỏ rồi sao mình chế tạo cái cúp để mà khởi đầu đây ta. Chỗ này mình nói thiệt là ở là quá tiện luôn anh. Còn thú nhỏ nhỏ mà. Đấy, trời ơi, mừng ghê chưa. Rồi, chỉ cần một cục đá vậy thôi là giải quyết được mọi vấn đề các bạn. Mày giá gì hả? Trời đất ơi, khổ. Gì mấy cha nội. Bị mấy kiến cánh này nó hành nữa. Khốn nạn thật sự. Trời ơi, có cần phải khó vậy không? Wow, bên kia hình như là xương gồng gì đúng không anh? Trời ơi, nguyên một bộ xương gồng rồi. Ở đây toàn là thứ dữ các bạn. Thôi chia tay luôn đi nha. pha. Nói chung mình vẫn cảm giác là sống ở cái khu này là ngon nhất chứ mày. Giờ mới khai đầu vô còn quá yếu á, bị mấy quỷ này hành. Tí nữa mạnh lên đi là mình sẽ căng cả thế giới. Đó, cái túi đồ của mình ở đó. Mấy quỷ kiến cánh này nó bu theo quyết liệt luôn trời, không tha luôn. Ui thôi 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 bạn ơi, rồi kiệt sức nữa rồi. Trời đất ơi, mấy con kiến này xuống dưới nước được luôn à. Sợ thật sự các bạn. Dạ, yeah, gãy cổ, gãy cổ, gãy cổ, gãy cổ. Chờ chừng nào mình mới khỏe được các bạn. Cây thật sự. Nhưng mà mình ở đây đã nhặt được cái cây chọt sắt các bạn. Được rồi này. Từ từ đi. Mình sẽ gắn cố trụ ở đây nha, xây cái nhà cặp ở chỗ này các bạn. Rồi sẽ khá lên thôi. À da. Cái gì hoài vậy? Không thở nổi. Wow, chưa bao giờ cuộc sống với mình mà nó cực tới vậy luôn anh. Quỷ kiến hành như đời tới. Rồi xong, nghe cái é là rồi. Tới công chuyện, tới công chuyện. Bị con alpha này nữa. Tưởng đó là kiểu mà nó không bắt được mình thôi. Rồi, sau một hồi spawn đó bạn, chết gần chục lần mình đã tới được cái vị trí này đó. Đó. Cái con quỷ, cái con Dilophosaurus đó bạn. Rồi, để mình nhặt lại túi đồ á. Nữa. Nãy giờ chết muốn sắp mặt luôn anh. Mấy lần hồi sinh đi hồi sinh lại mấy lần luôn á. Mình mới nhặt lại được túi đồ. Ui. Trời ơi, trên đó có con raptor kìa. Ôi giời ơi, hình như là một cái con raptor alpha nhé các bạn. Trời ơi, nó kéo bầy bầy nhau kìa. Oh my god. Trời ơi, nó bu nhau, nó đánh kìa. Ôi, những cái con ăn thịt đó nhưng mà nó không tấn công nhau các bạn. Nó chỉ toàn tấn công cái con ăn cỏ. Ôi, tụi nó bày bày ở trên bờ vậy rồi sao đó. Làm sao mình sống nổi với cái game này đây. Đây, qua chỗ khác sống nha các bạn. À, mình có thể là sống ở dưới cái chỗ này cũng được các bạn. À, sống ở dưới gầm cầu các bạn. Để xong dưới này cũng khá ổn á. Trên này sao thở nổi đây. Thôi ôi. Bước lên đây một phát các bạn xem này. Toàn thứ dữ không luôn. Thôi, xa xa đằng kia là mình thấy có cái xác của cái con khủng long vậy các bạn. Ở đây mình sẽ xây mấy cái foundation ở đây ha. Thôi, thấy gì chứ sống ở đây các bạn, sống dưới gầm cầu thấy đồ hớp quá. Rồi, mấy anh kiến này là anh kiếm chuyện với mình nữa nè. Trời ơi, con kiến mà cấp độ 500 mấy. Nghĩ là chỉ cần qua được cái giai đoạn khởi đầu là mình khỏe này các bạn. Thời giờ nó hơi cực, chỉ cực cái giai đoạn lúc đầu thôi. Rồi, đỡ một cái là mấy cái cây này mình chặt nó cũng kiểu mà được nhiều gỗ các bạn. Đập cái cục đá không là xài phê luôn. Rồi để mình coi thôi. Ôi, sống dưới gầm cầu này được các bạn ơi, ổn ổn ổn. Cứ tưởng nó là phải chui qua cái gì nè, cái hang nước các bạn, nhưng mà ở đây được này, đúng chưa? Thôi, tạm thời ai cười thì cười các bạn. Mình sẽ sống ở dưới gầm cầu đây. Đó, chỉnh thời tiết ban ngày đi ha, cho nó sáng. Rồi, mình sẽ sống ở dưới cái già cầu này cho nó chắc á. Khi nào khá lên đi rồi chúng ta sẽ ngồi lên trên đó các bạn. À đồ. Ở dưới này nó không cho đặt mấy cái foundation. Rồi, cũng như không. Đấy, cái kiểu mà giống như mod ít cộng thì nó còn cho mình đặt các bạn. Này, phải ra ngoài đặt mới được. Khiêm chán thật sự. Rồi, như vậy thì mình sẽ ra cái khu đất bằng phẳng ở dưới này luôn không? Ôi chết mẹ rồi. Trời ơi trời chết tôi rồi, mấy chú ơi. Mệt quá. Mình đang cần mấy cái da các bạn, để coi ở trên này chúng ta có thể đặt được. Ôi, được ngon ngon. Mình có thể là đặt mấy cái foundation ở trên cái bờ đó được các bạn. Được luôn. Rồi. Mình sẽ đặt thẳng vào đó thôi. Tra thử. Wow, ngon vậy các bạn. Trời ơi, lên đây ở là khỏi sợ bố con nào luôn. Ôi sao mình đặt nó cứ xéo xẹo kiểu gì vậy ta. Rồi ok nha, chói quá đúng không bạn? Rồi. Ủa sao kỳ vậy ta, ở đây nó không cho mình đặt cái cầm phai các bạn. Đây, vậy là mình phải nướng thịt ở phía bên ngoài nữa. Ở trong cái mod Q+ là chúng ta có thể là chế được cái tủ này các bạn. Nghĩa là sẽ chứa được nhiều hơn á. Còn thiếu tháp. Rồi chỗ này ở thì bao xịn luôn. Nhưng mà quan trọng là cái khu này ít cây quá bạn. Xương có con bờ đòn to. Ôi cá rồi. Ôi da gì vậy? Trời ơi con alpha octơ các bạn. Phải cà chướng à. Khổ. Lại phải đi tìm lại cái nhà của mình. Ôi, người đá đây các bạn ơi. Những cái xác mình phía trước các bạn. Phía trước là nhà mình. Nhưng mà sóc không thò. Đấy. Gạt nóng. Có cần phải mấy chi cùng gì tặng gì không? Chán thật sự luôn. Hủy con Opter nó báo nó thật sự. Wow, cuối cùng cũng được spawn lại chỗ này các bạn. Nhưng mà căng quá, chiếc kia cái túi đồ của mình mấy con zombie nó cứ quằn sao quằn ở chỗ đó. Sao lụm lại được đây? Ôi cái con Alpha Opter kìa kìa kìa, nó bu lại các bạn. Trời ơi khó thở. Mới đầu vô tập đầu cực quá các bạn ơi. Thở không nói với lại mấy thanh niên này luôn á. Có cần kiểu mà phải chia cùng việc tặng với không? Cơ các bạn xem cái con Opter kìa. Ui ở đây con người đá nữa nè. Rồi tới công chuyện nữa, nó mới đập mình hồi nãy. Ôi giời ơi. Như đứa lục ơi. Nước không mày. Quỷ này xuống dưới nước mà nó vẫn theo luôn bạn. Lạy thật sự. Nó nhanh, nó xịu nhanh chứ. Không. Game thôi mà, có cần phải khó gì không? Trời đất ơi các bạn ơi. Ây da, lụm đồ này. Trời ơi thở không nổi luôn. Wow, chết ghét mà mình muốn thuộc map luôn các bạn. Chạy tới chỗ này ghét thuộc map luôn. Wow, nó cứ canh cái túi đồ mình nhiều hoài sao lụm được không? Cái con Opter nó nằm kế bên luôn các bạn. À nó chết rồi, nó chết rồi. Ui, hình như là nó bị cái con người đá quất chết các bạn. Wow, giết cái con này có được Alpha Plus các bạn. Với lại cái da Alpha á. Được. Ui, nhưng mà các bạn xem cá Piranha kìa, phải cá trưởng đó. Nó nhiều má ơi luôn. Mình nghĩ mình chỉ cần cố gắng sống qua cái giai đoạn này các bạn là khỏe rồi. Con này 200 mấy, 220. Rồi, hạ sát nó được không? Wow, với con này cũng được thịt đó các bạn, polymer với lại da. Rồi, mình sẽ xây cái bed đó. Thôi, ôi cực má ơi luôn. Cực thật sự luôn các bạn. Nãy giờ mà mình chạy vòng vòng á. Nếu mà lại tới cái chỗ này rồi thì mình nhớ được cái vị trí luôn á. Ghê vô. Rồi, quan trọng là chúng ta chế cái bed đó bạn, cho nó đỡ cực. Rồi, để mỗi lần chết kiểu mà mình chạy tới đây muốn học máu luôn á. Bed này. Chế chứ cái bed để tính gì tính. Rồi, chỉ cần qua được cái thời này là nó khỏe liền rồi bạn. Rồi, chế cái tủ đồ á. Wow, cái tủ đẹp chứ gì. Trời ơi, cái tủ này chứa được tới 500 slot đó các bạn. Quá đã. Ta thiếu thát đó. Rồi, Rồi rồi mình sẽ chế cung tên các kiểu đâu. Ôi ôi trong này có rất là nhiều mấy cái na cổ tích chứ bạn. Đóng luôn. Rồi để mình coi coi cái factory nè. Fiber, stone, hat. Tạm thời chắc là mình sẽ lên thời để bạn. Đầu tiên là muốn làm gì đó là phải lên lên đồ sắt trước để tính gì tính, còn thiếu da ha. Rồi, có được cung tên. Rồi, mình sẽ đi xuống dưới này để farm da. Ồ, con này cấp độ tới 600 nữa bạn. Ồ, cấp độ 600 luôn. Rồi, chúng ta có da không? 40 mấy da, vẫn còn thiếu rồi. Ôi ôi, các bạn xem cái con người đá kiểu mà nó càng quét thế giới rồi. Ngon, ngon, ngon. Ôi, ôi ôi, con chú đen, con chú đen. Chết mẹ. À, xíu. Tới công chuyện các bạn ơi, tới công chuyện các bạn ơi. Hay da. Rồi ôi con Chudon nó quánh là xỉu các bạn. Giá lên được luôn cơ. Thì khó chịu được cơ. Trời ơi, mày cắn thì mày cắn đi chứ mày xây gì hoài biết gì nào tao mới tỉnh được. Ây da. Khổ chưa các bạn. Trời ơi, có cần phải hành hạ mình tới gì không? Khó nha mày. Dám ăn hiếp mình đúng không? Chó này khó chịu dở lắm. Rồi 89 da, phần da mình nghĩ là sắp sửa đủ rồi. Cực má ơi luôn. Mấy con nhỏ nhỏ đâu mà nó hành như đời tới. Wow. Nhưng mà mình thấy được rồi đó. Ôi con này thì nó lại cho cái da delta rồi. Ôi cho cái dòng nữa là con boss đó bạn. Từ mình sẽ siêu quần mấy thanh niên này sao. Rồi còn thiếu gỗ. Đây ở đây có một cái nhánh cây khô nè. Mình lên thời được một cái là thấy khỏe liền rồi. Con kiến. Không mà cấp độ 100 mấy. Sợ thật sự. Ôi trời ơi, chết rồi các bạn ơi, con Terry kế bên nhà mình luôn. Được cái cứ mà mình lên trên đây cái cảm giác nó an toàn liền á, khỏe liền luôn á. Rồi me to thì có nè. Lành nha bạn, đi sang tiếp. Với lại kiểu mà mình cần farm thêm mấy cái metal á, có được metal nữa là ngon. Wow, nguyên cái tảng đá chà bá gì mà metal ít quá rồi. Một metal. Wow, nguyên cục đá chà bá vậy mà mình đập được luôn á. Mấy cái cục đá nhỏ nhỏ dưới này nè các bạn. nhưng mà nó nhiều metal hơn cái cục bự á. Đấy. Rồi, ngon ngay. Lên được cái cây cúp sắt một cái là tới công chuyện. Wow. Vì chúng ta mới tính tới cái vấn đề đi bắt thú rồi. Rồi, tạm thời mình cứ tăng tốc độ speed đó bạn. Có gì thú gượt mình bỏ chạy được. Già như gỗ. Wow, quá trời nhiều mấy cái loại cúp luôn anh ơi, sống mấy cái cúp luôn. Mấy cái bit này là chế đâu ta. Đây, cái này là cần da các bạn, da Delta, da Abet, da Rim. Cái phần da Delta thì hồi nãy hình như là mình có. Đây nè, 12. Có cái Delta Ripple các bạn. Cứu thôi. Chế trong cái bàn đây, chế trong cái bàn surimi đây nè, surimi ben cũng cần metal ingot đó. Rồi, có cúp. Máy này bỏ luôn nha các bạn. Có rồi thì chúng ta không cần máy đó nữa đâu. 3 cục metal nữa. Chờ đợi một cục nữa mình chế được cây búa đi rồi giờ chúng ta phóng xuống dưới farm luôn à. Đấy. À, cái quỷ này giờ nó quý còn hơn sinh mạng của mình nữa bạn. Về giờ mình cảm giác là khá lên liền luôn á. Có được cái cây búa sắt với lại cúp sắt á. Xong rồi để coi kiếm mấy con Delta giết các bạn để mình chế cái bộ dụng cụ Delta thôi á. Rồi coi giúp mình farm được nhiều hơn không á. Rồi, bên kia có con boss là chắc là mình sẽ không đi qua bên kia các bạn. Mình đi hướng ngược lại để cho chắc. sẽ đi hướng bên đây á, farm gỗ. Giờ này tao hết sợ mày, Ây da, trời ơi con này. Trời ơi con quỷ này level tới 600. Bảo là kiểu mà hết sợ đó bạn. Nó lên tới level 600 bánh mình kiểu xịn điển luôn á. Má ơi. Để 40 da để chế thêm một cái giường nữa. Lao quá, chó này. Trời là mình quánh nó dày mà nó không có hời hấn gì luôn các bạn. Trời ơi, cấp độ 600. Đúng là nó khác phải trưởng luôn. Ôi giời. Ây da. Trời ơi cái con alpha vậy mà nó cũng đưa cái mỏ nó tới được nữa. Khổ phải. Wow, thời tiết thấy gớm luôn nha bạn. Mấy con quỷ Diplo này nó báo thật sự. Kiểu mà chạy vòng vòng á, tìm lại cái xác nó muốn sắp mặt luôn. Đây, mình nhặt lại túi đồ á. Thở không nổi với mấy thanh niên này thật sự. Rồi để coi coi cái phần Delta thử đây. Đây, mình sẽ cố gắng giết cái con Delta là thử các bạn. Farm được cái da đó là chế được cái bộ dụng cụ Delta là nghĩa hơi bị xịn đó. Ây da. Được à. Hên né kịp thôi vỡ mồm rồi. Qua 7 da các bạn. Được, mình thấy mấy con Delta là mình giết được á. À, người ta có me tò này. với lại fiber. Ôi, mấy cái con Chica nó cạp tới cái con người đá đó các bạn. Thì nói con người đá thì như target mình nha. Đấm nó đi người đá ơi. Mấy con cái con người đá nó chịu đấm mấy cái con đó thì ngon các bạn. Wow, trứng quá trời luôn rồi, nhưng mình cũng đang hơi ngán các bạn, không dám nhập. Chết mẹ rồi chặt, bởi vì tôi thấy nó kỳ kỳ. Chặt dính vô cái con chuồn chuồn rồi. Trời ơi, đó, tới công chuyện. Gì gặp mày hoài nhá. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất nha các bạn. Rồi, chạy hồi thằng người đá nó nghỉ được rồi. Ta đô đô. Lấy con đô đô nó lại trâu hơn cái con đít đô đúng không? Sẽ hạ sát đó. Wow. Khổ thật sự các anh. Cái gì mà tụi mày cứ bu tao hoài vậy? Dạ. Mấy con quỷ này nó bu như đời tới. Ôi, chơi nãy giờ quay cũng hơi bị lâu các bạn. Được cái phần túi đồ đó nữa rồi chúng ta kết thúc á. Hỏi chiến tiếp. Đó, được phần túi đồ này là thấy hơi bị xịn nữa đó. Dầu có lên trông thấy rồi đó. Để chế được cái bộ dụng cụ để hớp á. Rồi mình nghĩ biết đâu bộ dụng cụ nó xịn đó. Nói chung bản game này hay. Đúng chưa? Từ từ mình mạnh lên đi. Rồi chúng ta đi bắt thú. Ở phía trước đó có cái ngôi nhà gì nữa kìa. Sao ta cứ gặp mày hoài vậy? Tấn công nhà là hết xuống luôn, hết lên luôn nha bồ. Trời ơi, trời, chơi mất dạy các bạn. Chơi phá cầu thang các bạn. Chó thật sự. Thứ gì nữa? Chơi phá cầu thang của mình luôn. Rồi, thấy cái này cũng khá là xịn đó. Ba mươi da. Gỗ. Ôi, biết đâu chế được cái cúp này là cúp xịn nếu bạn thì ngon. Ôi, chế được cái búa luôn. Stone. Đây. Giờ mình sẽ farm đá thử với cái búa mới này thử vậy. Ôi thấy cũng bình thường mà đá. Cái khu này ít nguyên liệu các bạn, nên là để mình test lại kỹ lại thử lần nữa nha. Mình sử dụng cái cúp nè, đập vô phát nè. 18 flint, 5 stone. 16 flint, 10 ton. Nói chung là nó dao động gì hơn. Đúng rồi các bạn ạ. Đồ chế tốn hơn. Đúng là lúc nào nó cũng phải xịn hơn, đúng chưa? Hồi nãy mình bảo nó cũng vậy là sai, quá sai đúng không? 20 đập vô này phát này. Đó, rõ ràng là nó nhiều hơn á, nó nhiều hơn nhiều luôn á. Trời 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 trời, bên đây có con đắp tờ. Trời 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 trời. Ôi trời 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 trời. Hên quá, nó chuyển hướng các bạn ơi, hên quá. À đâu. Thôi thôi thôi, tới công chuyện rồi, nó mà quất luôn nguyên cái đống nhà của mình thì rồi, thôi xong 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 game này xong xong. Xuống đây. Nó quật cái đống nhà của mình luôn là mệt luôn các bạn. Cái chỗ này ít cây cối quá, hơi cực. phải đi rất là xa để mà farm cây cối các bạn, cực má ơi luôn. Thôi video tập sau chúng ta chiến tiếp ha. Để video tập sau mình tập trung vô đầu nghiên cứu cái cách bắt thú các bạn. Rồi nói chung là chạy qua tới bên đây thì bắt đầu có cây rồi, cây cối bên đây nè. Series này mình cảm giác chơi hay á, nhưng mà mới vào ăn hành quá à. Ồ, mấy tụi zombie đó cũng không tốt lành nữa các bạn, mua đông là nó xỉa mình liền. Rồi, mình tạm dừng video đây các bạn. Tập sau chúng ta chiến tiếp nha. Sao để gắng cố gắng bắt được con thú gì đó là khá là liền rồi. Ở chỗ này mình cảm giác ở cũng khá ổn rồi, nước nôi đồ đầy đủ. Trái cây đồ thì có thể ăn đồ ở đây cũng được á. Đấy, đi lên đây là quá tiện luôn. Thôi cắt đồ đạc ra đi, nói chuyện tiếp em ơi. Các bạn nha, yêu thích thì nhớ cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tập sau. Để mình ra coi server online xong chưa. Nữa mình làm thêm cái server series online nữa cho các bạn xem đã luôn.